Giao. Tôi là Lô Tà Mau. 0947-640-046. Và ruộng này vẫn còn đấy nha, anh em mình vừa mới gọi là sáng hết, nói chung là vẫn chỉ để gọi là chờ hết cả mọi người gặt tí kia xong thì anh em mình sẽ làm xong xuôi cái ruộng này để cấy đấy. Nhưng mà bây giờ từ sáng ngay giờ anh em mình nói chung là cũng gần xong rồi, bây giờ gần nhuyễn hẳn nha mọi người ạ. Đấy, bây giờ sẽ cho mau đi chơi trò chơi. Đấy, mày thích lướt ván không? Chơi gì? Lướt ván. Ok. Lướt ván bây giờ gọi là tạm trong thời gian nghỉ giải lao, anh em mình sẽ đi lướt ván tí. Hôm qua đã trướng, hôm nay cái bùn này càng nhuyễn nước nữa, càng mặt riêng cái mặt này mọi người nhìn thấy giống mặt biển không? Đây là bãi biển Tà Mau đây mọi người nhá. Bãi biển đấy, mấy khu vực đồng ruộng. Mày chờ đây, tao đây tí nhá, tao đi kiếm đồ cho mày lướt. Ok. Đây là chiếc gọi là du thuyền của Mao Đệ mới nhá, mình vừa chế được đấy. Nhưng mà anh ấy, anh đi ở đâu em chụp mồm vỡ mồm ấy. Không, cứ yên tâm. Vỡ mồm cái gì ở đây này, mình đã chuẩn bị dây khoảng tầm hơn tầm 100m. Bây giờ mình sẽ cho Mao Đệ lên đây, mình lên trên kia kéo bằng xe máy nhá. Tao test thử luôn, ngồi cẩn thận nào. Nó hơi nhiều bùn nên là ok anh ơi, ok. Rồi, bấu vào tay lái đây. Các chân lên đây. Đấy, chờ, đợi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lên trên này nhá. Kìa, mình đã để sẵn xe máy ở đây nhá. Kéo được này nhá. Đấy, mọi người chờ tí. Này, anh có mưu gì không đây? Cơ. Đấy, ngồi đấy nhá. Em. Khách vào số. Cái này hơi bị phiêu ấy mọi người. Được chưa? Ok. Ê.
Mọi người thấy trò chơi này thế nào? Nói chung là mình thấy thằng này nó lướt sóng sướng quá. Bây giờ mình cũng phải thử. Bây giờ nhờ một người lái xe rồi. Giờ anh em mình sẽ hai người lên đây xem nó có đủ ok để đấy không nhá. Anh đừng có mà làm hỏng đồ chơi của em nhá. Nào, ok. Mày tao thấy mày lướt sướng. Từ từ, ui, mày ngồi hẳn lên, bồng bò. Ngồi hẳn lên cho nó bùng. Đấy, rồi. Ok, nghe đây em ơi. Bỏ ra thì em chưa đâu. Ôi mình sẽ thử đi một mình nhá, tại vì cái này nó cũng sắp đứt hết dây rồi. Mới lại mau đệ lên nữa thì nặng mình. Anh mới làm em ngại. Tao chưa được cảm nhận cái độ khuê mẩy đã rụng rồi. Đi đi em ơi. Nói chung là chơi thế đủ rồi, bây giờ phải làm tiếp thôi. Nhưng mà vẫn cho máu để nó chơi, chứ nó ngồi đằng sau này nó cũng vướng với lại bẩn lưng mình lắm. Bẩn lưng. Bây giờ mày thích... đâu, bây giờ phải thử em test. Em cho nó đi cùng. Phải thử test xem là cái tốc độ của xe máy với tốc độ của máy cày cái nào phê hơn nhá. Cái nào lướt sướng hơn nhá. Vừa làm, đây là gọi là vừa làm vừa chơi nhá mọi người nhá. Nói chung là anh em mình đã nói chung hoàn thành công việc của cái ruộng đấy rồi. Bây giờ đang đợi một cái ruộng này, bây giờ đợi cái bà đấy đón nước ở ruộng trên đã xong rồi xuống được đây thì mới làm tiếp được. Mời mọi người ăn cơm trưa của anh em mình nhá. Mới làm mọi người nhá. Nói chung là hôm nào mà trưa quá là anh em mình sẽ ăn cơm luôn trên đồng. Giờ này đói ăn nó bị vào ấy. Ăn cơm trưa lên trên đồng chứ không về nhà nhá. Em miếng. Cơm nắng mang cái nhà. Hay là chiều. Mới làm mọi người nhé. Hay là chiều nghỉ buổi xuống kia nhỉ? Xuống ruộng đấy làm cái bể bơi rồi câu trượt bùn nhỉ? Ok.
Quỳ, quỳ ra cỏ mọi người nhá. Bách cho lô miếng. Rồi lên rồi. Đâu? Này. Thịt nhá, phải xương không nhá. Tính cho nó ăn xương xong. Lô rất là ngoan đấy mọi người nhá. Mai mình còn có một thêm một em thú cưng nữa nhưng mà chưa xuất hiện được, đang huấn luyện. Thế em pet pet hình sao? Không. Tỏi ăn gì ngon nhỉ? Ăn ngon nhỉ? Hôm nào là mát trời như này ngon, đẹp, sướng lắm. Chú nắng vỡ đầu như mấy hôm trước này. Chết. Ngọt quá. Ăn cho nó lên nơi. Đã rồi anh à. Hôm nào phải kiếm cái ruộng thật to, nó phải như một cái bãi biển đấy mọi người ạ, để anh em mình vật lộn ăn. Mọi người nghĩ ra được cái gì mà làm hồ tạo sóng không? Anh em mình sẽ làm sóng bùn luôn. Dùng cái lấy mặt đập. Cái tấm dài dài ấy. Đập không có được. Bây giờ phải kiếm được cái ruộng nào. Có một cái ruộng gà ba sào cũng không, cũng bé ít à, bây giờ nó dồn điền đổi thửa rồi. Nhưng ngày trước cái ruộng nhà mình vừa làm lúc nãy á, mình vừa làm lúc nãy ngày trước nó bé lắm, nhưng mà dồn điền đổi thửa vào là mấy ruộng tập trung xung quanh là gom hết vào, kiểu như đổi cho nhau ấy. Mỗi người dồn điền đổi thửa, tức là giả dụ như nhà mình ở trên kia có một cái ruộng này, trên kia có một cái này, dưới này có một cái này. Hợp tác xã sẽ gom lại hết, xong sẽ phân cho nhà mình đúng cái diện tích đấy, nằm cạnh nhau đấy, sẽ thành ba ruộng cạnh nhau đấy, san ra thành một ruộng. Chúng ta gọi là dồn điền đổi thửa để sẽ tiện cho công tác cây hái hoa màu. Đâu đây? Ngon nhỉ. Ăn cơm, thế em ăn cơm nữa. Mày ăn lắm đấy, mày làm cái gì mà mày ăn lắm đấy? Ngại, anh lại mấy cây mà không có em. Em đổ nước vào máy á thì con máy của anh chứng ngắt. Tao khiến mày đổ à? Tao không đổ được à? Chứ cho chàng trai em. Tao cho mà có việc. Nói chung ăn cơm trên rồng rất ngon nha mọi người. Ngon cũng được. Ăn món gì? Khi đi làm đói. Ngày trước mình thế. Nhớ ông chưa đi cày hay là kia toàn ăn cơm trên rồng hết. Không ít cái về nhà, tại vì ăn cơm trên đồng cái nhá, xong cái là làm luôn. Nếu là không nắng như hôm nay là không nắng này, xong cái là làm luôn. Nhưng mà tí nữa anh em mình đi chơi thì đã. Mấy cái lợi bà này đó nước ấy nhỉ. Bây giờ làm phải vui vẻ, vẫn làm được chơi. Không nên đam mê quá vào cày bừa. Em này hôm nào anh em mình cho đi tập bơi. Tập bơi luyện cho bơi kinh điển hơn. Nó biết bơi mà. Nhưng mà bơi không kinh điển. Bơi kinh điển hơn mày. Mọi người thấy pet của mình hôm nay lướt ván đấy nào. Bơi không? Mọi người anh em mình tắm ngoài chuối nha. Nó cũng nhảy ra nha. Nó không chụp nước không? Nó biết lướt sóng này, pet lần đầu tiên lướt sóng. Khoái. Lướt sóng vùn cơ. Con chó sướng nhất thế giới à. Nó được chơi. Pet của mọi người dưới Hà Nội là được đi massage, cắt lông, cắt kiểu. Nhưng mà không bao giờ bằng pet của mình. Pet của mình chỉ có ăn xương cháo chó rồi các thể loại. Nhưng mà được ra đồng chơi cùng anh em mình. Được chắc lướt sóng, được tắm tắm suối. Được ngao du chứ nhá. Được thỏa mãn bắt chuột á. Còn được cả một thứ nữa nữa. Đó là được thưởng thức ẩm thực Cà Mau. Lúc nào mà nấu không lỗi kỹ thuật tí thì béo chó hết. Không, bây giờ không được gọi là béo chó. Béo lô hết. Em này là lô lô.
Nói chung là cho em luôn. Bây giờ bây giờ anh em mình sẽ đi nói chung đi tìm tổ xem có chuột không. Mùa này không có chuột mấy mọi người. Muốn đi săn một bữa chuột ăn thèm lắm. Nhưng mà phải mưa. Thèm lắm đấy chứ, nhưng mà hơi mưa khó. Mưa thì gặt xuống dưới, đằng dưới à. Đáng nhẽ ra gặt hết rồi như này.